Hà Tĩnh Nguyễn Xuân Triều 24 tuổi, trú Nghệ An, cùng nhiều người đã làm hồ sơ cho hàng chục lao động đi làm việc bất hợp pháp tại Anh và châu Âu. Nghi can Triều tại cơ quan điều tra. Ảnh, CA. Ngày 24 tháng 2, Triều bị công an Hà Tĩnh khởi tố, bắt giam về tội tổ chức môi giới người khác trốn ra nước ngoài trái phép hoặc ở lại nước ngoài trái phép, theo Điều 349 Bộ Luật Hình sự 2015. Quá trình điều tra, vụ 10 người Hà Tĩnh tử vong trong container ở hạt Essex, Anh hồi tháng 10 năm 2019, cảnh sát cáo buộc Triều liên quan việc môi giới giúp những người này sang Anh bất hợp pháp. Ngoài ra, Triều đã phối hợp với 7 bị can khác, làm hồ sơ, thủ tục cho nhiều người ở Hà Tĩnh, Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định, Nghệ An, Quảng Bình, Tây Ninh đi lao động chui tại Anh và nhiều nước châu Âu. Ngày 20 tháng 2, Công an Hà Tĩnh đã bắt 6 người, truy nã 1 người trong đường dây của Triều về tội tổ chức, môi giới người khác trốn ra nước ngoài trái phép hoặc ở lại nước ngoài trái phép. Hôm 23 tháng 10 năm 2019, cảnh sát Anh tìm thấy 39 thi thể của người mang quốc tịch Việt Nam trong thùng container tại khu công nghiệp Grace, hạt Essex, đông bắc thủ đô London. Các nạn nhân được xác định nhập cư trái phép, chết cho và quá nóng. Nghệ An là tỉnh nhiều nạn nhân nhất với 21 người, Hà Tĩnh 10 người, Hải Phòng 3 người, Quảng Bình 3 người, Thừa Thiên Huế và Hải Dương mỗi tỉnh 1 người. S plus S, Y.